chạy 700 pin 5 năm. Trở lại với kênh Solo Bơm Hành nha. Nay hãy đến tôi lắp tại cứ ba nha bạn. Hãy bơm ba ngựa. Lên truyền hình. Chạy 700 pin 550. Ở đây có làm một cái láng luôn. Thì sau này anh thưng lại để đồ. Đây bà chủ đây, bà chủ đây. Bơm chắc chạy được khoảng 50 hẹt chứ gì. Giếng này thả sâu mình thả chắc 4 mấy mét á. Cùng ống 50 mét, còn đây khoảng 10 mấy mét. Thấy khiếp nước chưa? Mạnh không? Chù, bắn xa như thế thôi chứ. Giếng quá đỉnh. Diễn quá đỉnh, quá đỉnh các bạn ơi. Ống này, ống to hơn bàn tay của mình nha. Ống bự bắp đùi. Gần bằng 60 đấy. Khoảng năm mấy. Bắn xa hơn 2 mét. Khiếp thật. Bơm gần hơn một tiếng đồng hồ rồi các bạn. Trời thì râm thôi, nước vẫn lên khá là ok mà. Lên là khoảng gần 20 khối đó. Tại trời mát nè, chạy khoảng 30 hẹt thôi. Cái ruộng lúa nè. Bên đây nè. Thiếu nước hết. Bây giờ đến đây kết thúc nha. Bạn nào muốn lắp đặt bơm nước hơn là một trời hãy liên hệ với mình nhé. Mến chào và tạm biệt các bạn.